tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, có một nông trại có diện tích 50 hectare. Không chỉ mang về thu nhập hơn chục tỷ đồng mỗi năm, nông trại còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Nông trại đặc biệt này do anh Đặng Dương Minh Hoàng làm chủ. Anh Hoàng cho biết, bản thân vốn xuất thân từ gia đình làm nông. Sau khi học xong cấp 3, anh Hoàng vinh dự được nhận học bổng du học và lấy bằng thạc sĩ điều khiển tự động tại Pháp. Bỏ qua lời mời gọi hấp dẫn ở lại làm việc, anh Hoàng quyết định trở về nước với mong muốn góp sức trẻ, xây dựng nông nghiệp quê hương. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm đã được học, anh Hoàng từng bước chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại vào nông trại của mình. Thì nông trại Thiên Nông Bình Phước hiện tại là có diện tích là 50 hectare, trong đó là 30 hectare trồng xung quanh, giống như một cái vùng đệm hữu cơ. Và vùng lõi là chúng tôi trồng 8 hectare tiêu và 12 hectare bơ. Thì khi mà chúng tôi ứng dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất thì thứ nhất là chúng tôi có thể là tối ưu mặt chi phí. Chẳng hạn như là một cái vườn bơ 12 hectare như này thì chỉ cần có một nhân công thôi để mà có thể mà đi kiểm tra những cái bét nào hay những cái van nào nó bị sự cố. Còn gần như là hệ thống tưới tiêu là tự động hết, tức là chỉ cần có mặt trời là chúng tôi đã có thể tưới tự động cho từng gốc. Cái thứ hai nữa là thông qua những hệ thống cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng thì chúng tôi cũng có thể là biết được là cái cây đó đang ở tình trạng nào và cần lượng nước bao nhiêu để đưa lên cái server và qua đó là đóng mở từng cái van điện tử giúp cung cấp một cái lượng nước phù hợp đến từng gốc cây. Thực tế thì cái mô hình này thì cũng giúp chúng tôi là nâng cao được giá trị của thương hiệu, tức là chúng tôi không chỉ bán những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn, ví dụ như là OCOP 4 sao hay là VietGAP, LomoGAP, mà chúng tôi còn bán những cái câu chuyện liên quan tới cái việc ứng dụng cái công nghệ này vào trong quá trình canh tác và sản xuất. Hiện nay, nông trại Thiên Nông đang liên kết với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước để làm mô hình game hóa, nhận nuôi từng cây bơ. Mục tiêu xây dựng được hệ thống quản lý cây trồng thông minh, góp phần hoàn thiện mô hình kinh tế hợp tác xã thông minh mới và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước. Thì hiện tại chúng tôi đang phát triển một cái mô hình là game hóa, tức là mô hình nhận nuôi từng cây. Thì thông qua những ứng dụng game, thì người tiêu dùng có thể được chơi game. Đó. Chẳng hạn như ở cái mức độ 1, khi người tiêu dùng chưa biết nhiều về nông nghiệp, thì họ có thể là được quan sát cái quá trình sinh trưởng phát triển của cái cây bơ đó thông qua cái hệ thống camera. Và khi trải qua những cái bài học về nông nghiệp thì người dùng, người chơi game bắt đầu có những kiến thức về nông nghiệp và họ có thể nâng cao được cái mức độ chơi game của họ. Và ở cái mức độ cuối cùng thì họ có thể tương tác vào cái hệ thống tưới tiêu tự động sử dụng Internet vạn vật IoT để mà có thể tưới tiêu từng gốc và tiến tới là thu hoạch chính cái quả bơ đó. Tức là chúng tôi đi theo cái mô hình là có thể là những người chơi game họ không sở hữu cái miếng đất để làm nông nghiệp nhưng họ sở hữu những cái cây bơ. Từ những cách làm sáng tạo, đổi mới, mô hình nông nghiệp 4.0 của Hoàng đã đạt được các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe, nhận được nhiều giải thưởng của các bộ, ngành. Hiện nay, Hoàng đang là chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc. Với vai trò này, anh mong muốn tại mỗi tỉnh thành trên cả nước có thể thành lập thêm nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số, tương tự như ở Bình Phước, để cùng nhau xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam có thể ghi tên trên bản đồ nông sản toàn cầu.